tế trên thế giới, không ít khu vực đã yêu cầu cấm sử dụng đồng trong chế tạo cà phanh từ trước. Nhưng tới năm 2021, lệnh cấm này mới bắt đầu có hiệu lực rộng rãi hơn. Chất liệu đồng trên cà phanh có thể tản nhiệt rất tốt khi phân rã ra thành bụi đồng trong điều kiện vận hành hiệu suất cao. Tuy nhiên, hệ quả tương ứng là chúng làm ảnh hưởng tới môi trường và đặc biệt là nguồn nước, khi theo nước chảy xuống hệ thống cống rãnh vào nguồn nước địa phương. Theo thông tin từ thương hiệu phanh Brembo, một số bang tại Mỹ đã áp đặt lệnh giới hạn hàm lượng đồng trong cặp phanh ở dưới mức 5% từ năm 2021 và loại bỏ hoàn toàn chất liệu này từ năm 2025 trở đi. Việc tìm một chất liệu thay thế đồng ngay từ bây giờ không phải là vấn đề đơn giản. Ngay cả với kinh nghiệm nhiều năm tích lũy của công ty Italia này, một số thử nghiệm ban đầu của Brembo đem lại kết quả khá tiêu cực khi các chất liệu thay thế để hợp lại chất nhầy trên cặp phanh thay vì phân rã như đồng, có thể coi là phản ứng không thể chấp nhận được, đặc biệt là trên xe hiệu suất cao, yêu cầu phanh luôn phải vận hành ở mức tốt nhất để có thể đủ sức dừng cỗ máy hàng nghìn kg từ tốc độ ở mức 3 chữ số. Các chất liệu đang được Brembo thử nghiệm bao gồm thép, graphic, sợi thủy tinh, một vài trong số chúng đủ chuẩn để sử dụng trên xe phổ thông. Tuy nhiên, hiện tại chưa có hợp chất riêng lẻ nào vừa mang lại khả năng tản nhiệt, vừa không ảnh hưởng đến hiệu suất phanh cao như đồng. Nhiều người chắc hẳn sẽ có ý kiến là đã có phanh gốm rồi thì sao phải tìm một vật liệu khác? Gốm kỹ thuật thực tế lại cực kỳ cứng, thậm chí chúng được liệt vào danh sách một trong những vật liệu kỹ thuật cứng nhất. Vật liệu gốm giúp cơ cấu phanh hoạt động tốt ngay cả ở nhiệt độ cao. Chúng ít gây mòn cả má, đĩa phanh và cũng ít ổn hơn, nhưng cái giá phải trả cho phanh gốm là rất đắt, chưa phù hợp với những chiếc xe phổ thông bình dân.